Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Em giới thiệu là cái mã bóng đèn chính hãng Osram, mà cái chân H4 là cái chân thông dụng nhất nha cô chú anh chị. Thì cắm được cho những cái đời quay RS nè, rồi quay A rồi cô chú anh chị, rồi những cái xe đời mới bây giờ, nhất là Tay ga là cắm được hết á. Rất là ngon nha cô chú anh chị, tại công suất nhỏ mà ánh sáng nó gấp 2 3 lần cái bóng halogen truyền thống. Thì công thức nhỏ lại đây nè, nó chỉ có 5W thôi nè, code 5W, pha là 5 5 5,5W, thì hai cái nó khi mình bật pha là nó chỉ tốn tiêu thụ điện năng chỉ có 10,5W thôi, nhưng mà nó sáng hơn cái bóng đèn halogen truyền thống của mình tới 35W là như cô chú anh chị. Cái công suất nó rất là nhỏ nhưng mà cái ánh sáng nó rất là lớn, thì nó giảm tải cho, thứ nhất là hệ thống công tắc điện của mình á, nó lâu cháy công tắc điện nè. Tính ra mình mua rẻ nhưng mà mình nó lợi lắm cô chú anh chị. Thứ nhất là nó giảm tải được hệ thống điện, không hư công tắc, rồi không nóng pha đèn, rồi nói chung là cái mâm điện mình nó bền hơn nha cô chú anh chị. Cái này gắn được cho SX Ý rồi luôn á, SX Ý rồi nhiều xe lắm, Suzuki, Yamaha, Sirius, Sirius rồi, nhưng cô chú anh chị thì cái này xài được điện bình điện máy luôn, thì điện bình điện máy luôn, nó ký hiệu là ACDC nè. Thì cái này là cái lô đầu nha cô chú anh chị, em bán cam kết chính hãng. Cái lô sau nè mình cũng nói luôn cho cô chú anh chị, cái lô đầu chứ em còn khoảng 10 bóng nè, cái lô sau là hai cái bấm chì nè, lô đầu nè, lô sau lại ép dĩ, lô đầu là không ép dĩ, thì nó cũng như nhau thôi. Nhưng cô chú anh chị thì sản xuất cũng tại China mà thương hiệu của Đức. Thì cái đợt sau này mình thấy trong cái này nó có chữ Osram luôn nè, đợt đầu thì nó như vậy. Thì nói chung là em bán chính hãng, là chính hãng cô chú anh chị đã ủng hộ rất là nhiều, lợi lắm nha cô chú anh chị. Coi vậy chứ mình không thấy được cái lợi, mà cái lợi giống như cái lợi mình không nhìn thấy được. Thứ nhất là giảm tải nè, thứ hai là không nóng nè, không thư công tắc nè, nói chung nó đỡ tốn tiền nhiều thứ lắm cô chú anh chị. Mua gì mình lỡ hư bóng đèn mình mua gì mình cắm luôn, nó xài được điện bình điện máy nha cô chú anh chị. Nghĩa là mình cắm vô á, nó sẽ tự nhận diện được điện bình điện máy luôn, ghi là AC là điện giống như điện xe chiều điện nhà mình vậy đó, nghĩa là điện máy đó, còn DC là điện bình, nghĩa là mình cắm kiểu gì nó cũng chạy cũng cháy nha cô chú anh chị. Rất là ngon, nói chung là thương hiệu của Đức là xịn sò nha cô chú anh chị. Thương hiệu của Đức thì mình cũng giới thiệu thêm luôn là chuyên sản xuất bóng đèn cho xe hơi đồ rất là nhiều. Những cái bóng led mà của xe hơi là trên 1,5 triệu một bóng nha cô chú anh chị, chứ không phải là không có, tại vì mắc quá mình không lấy gì bán như cô chú anh chị thôi. Bóng led mà của xe hơi của thương hiệu này tới 1,5 triệu một bóng. Rồi cô chú anh chị mua hàng ủng hộ bên em thì theo cái số 0866 830039, hoặc là số em thường ghi trên tiêu đề đó. Em cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều.